Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Mori và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một clip học tập về tiếng Nhật nhá. Không biết là trong số những bạn đang xem clip này thì có bạn nào đang cảm thấy băn khoăn mơ hồ với bốn cái cách dùng, bốn cái cách nói sau đây không? Đó là わかりました, 了解しました, 承知しました và かしこまりました không nhỉ? Nếu như có thì các bạn đừng bỏ qua clip này đến giây phút cuối cùng nhá. Và không nói nhiều nữa, bây chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay ngay vào vấn đề chính của ngày hôm nay. Trước tiên thì các bạn sẽ nhớ cho mình là mình sẽ nói về cách dùng của bốn cái câu ngày hôm nay trong văn cảnh là những cái cuộc hội thoại trong công việc, ở những cái nơi làm việc, nơi mà đòi hỏi cái sự tôn trọng cũng như là cái sự gọi là giữ gìn trong mối quan hệ giữa con người với con người, đúng không nào? Thì nếu như đó là những cái cuộc hội thoại mà thể hiện những cái lời nhờ vả, những cái mong muốn từ người sếp, từ người khách hàng, từ người đồng nghiệp này, hay từ những anh chị senpai trong công ty này, thì khi mà chúng ta muốn thể hiện rằng ý là tôi đã hiểu cái lời nhờ vả của anh rồi và tôi sẽ chấp nhận và làm theo cái lời nhờ vả của anh đấy, thì chúng ta sẽ phải chọn ra những cách nói thật là phù hợp với từng đối tượng người một mọi người nhá. Trước tiên là về cách nói了解しました. Đây là một cách nói mà mình thấy là các bạn dùng nhầm rất là nhiều luôn. Thì các bạn hãy nhớ cho mình đó là cái cách nói là 了解しました. Thì các bạn chỉ nói với những người đồng nghiệp hoặc là những người cấp dưới thôi nhá. Đừng nói với những người cấp trên, đừng nói với những người senpai, cũng như là đừng nói với những người khách hàng. Còn nếu như mà muốn lịch sự hơn thì các bạn có thể dùng cái cách nói là 了解いたしました. Nhưng mà nhớ là gì? Là chỉ được dùng, chỉ được nói, nên nói với những người đồng nghiệp và những người cấp dưới thôi. Ok chưa nào? Và bây giờ thì mình thấy có nhiều bạn trong số chúng ta thì đang ở bên Nhật, đúng không? Các bạn hay dùng LINE á. Thì các bạn hãy nhớ cho mình cách sử dụng mà mình vừa mới nói ở bên trên về 了解しました này. Để không lỡ tay bấm nhầm những cái icon mà rất là dễ thương mà ghi chữ 了解 ở trong LINE với sếp trong những cuộc trò chuyện với sếp của mình nhá. Tất nhiên là trong một vài trường hợp, ví dụ như là mối quan hệ của mình với người sếp đó rất là thân á, thì sẽ có thể là cũng ok, tạm chấp nhận được thôi, người ta sẽ không nói gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta nên tránh, bởi vì phần nào đó nó sẽ gây cái cảm giác hơi khó chịu cho người đối phương, được chưa nào? Thế thì trong những cái hoàn cảnh là đối phương là người sếp, là những người senpai, là những người khách hàng, thì các bạn sẽ dùng từ gì? Thì các bạn sẽ dùng cho mình cách nói là 承知しました. Hoặc lịch sự hơn là 承知いたしました. Và lịch sự nhất là かしこまりました. Ok chưa nào? Hay, và ngoài ra thì các bạn có thể thấy là đi vào những nhà hàng, những khách sạn, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là ở những cái nơi mà rất là cần tôn trọng người khách hàng ấy, thì những người nhân viên thì họ sẽ hay đáp lại bằng cái cách nói lịch sự nhất, đó là かしこまりました. Khi mà đứng trước những cái lời nhờ vả, yêu cầu của khách hàng, đúng không? Ok chưa nào? Thế thì ngoài ra trong ba cái cách nói là 承知しました, 承知いたしました và かしこまりました thì các bạn cũng có thể dùng cái cách nói đơn giản nhất, đó là わかりました. Không sai, không bất lịch sự. Tuy nhiên thì các bạn sẽ chú ý một chút cho mình, đó là cái từ わかりました thì nó chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là ok, tôi hiểu rồi, tôi hiểu những lời anh nói rồi, ok, là tôi đã hiểu. Còn nếu như mà bạn sử dụng ba cái cách nói bên trên là 承知しました, 承知いたしました và かしこまりました thì nó ngoài cái ý nghĩa là ok, tôi đã hiểu lời anh nói, thì còn thêm cái ý nghĩa là vâng, tôi đã hiểu lời anh nói và tôi sẽ đảm nhận, tôi sẽ làm theo cái yêu cầu, cái nhờ vả, cái mong muốn của anh nữa. Và chính vì vậy mà cách nói này nó sẽ thể hiện cái thành ý của mình với đối phương hơn rất là nhiều nhá. Các bạn thấy không, với riêng một cách nói muốn nói rằng là ok, tôi đã hiểu rồi mà có rất là nhiều cái cách nói khác nhau trong tiếng Nhật như vậy, đúng không nào? Tuy nhiên thì mình tin chắc rằng là nếu như bạn có thể vận dụng được linh hoạt những cái cách nói này trong từng đối tượng mọi người khác nhau trong công việc á, thì chắc chắn là các bạn sẽ tạo được thêm nhiều cái thiện cảm, nhiều cái ấn tượng tốt đối với đối phương, đặc biệt là với những người sếp, với những người khách hàng, hay là nếu như chúng ta làm những nhân viên mới mà chúng ta vào trong công ty, chúng ta nói được với những anh chị senpai, đúng không? Với cái cách nói rất là hay và thể hiện cái sự tôn trọng với người ta, thì chắc chắn là công việc của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế nên là các bạn nhất định là hãy nhớ kỹ và mang ra sử dụng nhá. Ok, chúng ta chốt lại một lần nữa này. 了解しました thì chúng ta dùng với đồng nghiệp này hoặc là cấp dưới. Còn 承知しました, 承知いたしました hay là かしこまりました chúng ta dùng với cấp trên, được chưa nào? Và hay là những người senpai, những người khách hàng trong đối tác kinh doanh chẳng hạn. Ok chưa nào? Hay,
Đó, rất là dễ nhớ đúng không? Và hy vọng là sau clip ngày hôm nay thì các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm nữa nhá. Và bài giảng của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo nhá. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay thì nhớ ấn like và share clip này giúp mình nhá. Và các bạn cũng đừng quên bấm theo dõi trang fanpage của Dũng Mori cũng như là các kênh YouTube của Dũng Mori để đón nhận thêm nhiều bài giảng từ chúng mình nữa nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. Minasan otsukaresama desu. Bye bye.